Đây anh em nha, đây là con màng Crude này. Đấy. Màng Crude thì con này nó sẽ lắp cam 360 zin này. Đấy. Khi anh em mình lắp cam 360 zin vào nó sẽ có hộp xi nhan của thầy Phụng ấy. Đấy, nhưng mà con này là khi mà anh em mình bật nhạc to lên này. Đây, anh em bật nhạc to à. Đấy. Nó sẽ bị nhiễu hình nha. Nếu anh em mình vào lùi nó không biết nhiều hình luôn. Đấy, anh em mình nhiều rồi. Chỉ cần nhạc có đập mạnh thôi là nó sẽ nhiều hình rồi. Đấy, tăng âm lượng này. Đấy. Màn nó sẽ nháy này. Đấy. Nếu mà để như này là không được nha. Nếu đối với con cam 360 zin này thì anh em mình sẽ phải về P này. Bây giờ mình sẽ về P này. Tắt bỏ xi nhan này. Đấy, anh em mình vào phần cài đặt này, vuốt xuống này, nó sẽ có phần đảo ngược âm thanh ấy. Đấy. Nếu nhá, rồi bây giờ mình cho nhỏ này. Bây giờ nếu mà anh em mình bật cái mà đảo ngược im lặng lên này, thì vào lùi 100% nó sẽ tắt tiếng mà nó sẽ không có một cái gọi là nhiễu gì cả. Đấy. Nhưng mà nó sẽ lùi nó sẽ tắt mất tiếng. Cái này nó rất là bất tiện. Đấy, anh em một còn một cách nữa thì tùy khách thôi. Anh em có thể tắt con này đi này. Anh em vuốt xuống này. Chọn phần đảo ngược âm thanh này, anh em bấm vào. Anh em mình để mức tầm mức 10 hoặc mức 9 thôi. Đấy, khi mà anh em mình toàn tăng to lên này. Đấy. Vào rồi. Đấy, nó sẽ giảm cái tín hiệu âm thanh đi thì nó sẽ nhìn nó sẽ không nhiễu nữa. Đấy, ok. Là ăn tiền. À, chứ còn nếu mà anh em mình để cái mức giữ nguyên là nó sẽ bị nhiễu hình nha. Đây. Nói tiếng nhiều rồi. Mà yêu ấy thiết tha cho hình nha. Đấy. Ok. Xanh bước bên nhau. Cùng lắm. Để bước 9 này. Đấy. Ok. Chào anh em nha. Chúc anh em thành công.